Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với những câu chuyện ngắn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, được nằm trong bộ truyện Hàng Xóm Tôi Là Yêu Quái. Người dịch: Lê Hoàng. Câu chuyện thứ 10: Thi thể không đầu ở Đồng Tử Lâu. Tôi từng nghe một câu chuyện ma có tên là Thi thể không đầu ở Đồng Tử Lâu. Câu chuyện này đã được lưu truyền rộng rãi khắp các hang cùng ngõ hẻm vào những năm 80 của thế kỷ 20. Rất nhiều người biết đến chuyện này, dị bản rất nhiều, tình tiết cũng không giống nhau, chỉ có cốt truyện là tương đồng. Nói cho cùng, nhìn vào tiêu đề là có thể thấy nhất định nó phải xảy ra trong Đồng Tử Lâu và phải có một thi thể không đầu. Đồng Tử Lâu là một loại kiến trúc của khu dân cư thành thị Trung Quốc, được xây dựng khá nhiều, bắt đầu từ những năm 50 cho đến những năm 90. Thường có từ 3 đến 6 tầng, không có thang máy. Chính giữa là một hành lang hẹp giống như cái ống, hai đầu có cầu thang, các phòng liền kề nhau dọc theo hành lang. Diện tích dưới 20 mét vuông, không có nhà vệ sinh, phòng tắm hay phòng bếp riêng. Cách nói phổ biến hơn cả là ở tòa nhà dân cư nào đấy đã xảy ra một vụ huyết án. Trong căn nhà tại hiện trường vụ án chỉ còn lại một cái đầu người đẫm máu. Cảnh sát không tìm thấy thi thể, giống như là thi thể đã bốc hơi trong không khí. Kể từ đó, tòa Đồng Tử Lâu này đã xuất hiện nhiều chuyện quái lạ. Tôi nghĩ câu chuyện về thi thể không đầu trong Đồng Tử Lâu nhất định là có căn nguyên. Xác thực phải có một vụ án như thế. Sau này qua lời kể của người dân, nó mới thêm phần ly kỳ. Tôi cũng không biết phải kiểm chứng vụ án này từ đâu, cuối cùng đã phá được án hay chưa. Tôi chỉ muốn mượn chủ đề này để kể về chuyện mình đã từng trải qua. Ông bà có để lại cho tôi một căn nhà ở Nam Thị, vẫn bỏ không đó nhiều năm. Nhà rất ẩm thấp, tường đã bong chóc gần hết, rộng chừng mười mấy mét vuông, mãi chưa bán được. Tôi định chờ đến khi căn nhà được cải tạo sẽ nhận ít tiền đền bù. Câu chuyện tôi kể sau đây đã xảy ra trước thời điểm căn nhà bị tháo dỡ một năm. Khi đó tôi vẫn đang làm việc tại đơn vị của mình. Vì đường đi làm quá xa nên tôi muốn dọn dẹp lại căn nhà đó để ở tạm. Dù sao nhà cũng để trống, tôi lại độc thân, ăn uống toàn ở ngoài, hết giờ làm chỉ có chỗ ngủ nghỉ là được rồi. Vì thế tôi đã nhờ vài người bạn đến giúp chỉnh trang, dọn dẹp sơ qua và nhanh chóng dọn đến ở. Căn nhà nhỏ này nằm trong một tòa Đồng Tử Lâu. Trước giải phóng, Nam Thị vốn có tên là Tam Bất Quản Nhi. Khi đọc nhất định phải thêm âm cuốn lưỡi nhi. Nếu bạn chỉ đọc Tam Bất Quản, người ta sẽ không biết đấy là chỗ nào. Đừng đưa tên gọi của nó. Tam Bất Quản Nhi nghĩa là hắc không quản, bạch không quản, người phương Tây cũng không quản. Hay nói cách khác là giết người phóng hỏa không ai quản, em gái nhà lành bán dâm không ai quản, lừa gạt gian lận không ai quản. Bởi vì Nam Thị thời trước là nơi các băng nhóm cát cứ, kiềm chế lẫn nhau, lại là cái ổ trộm cướp, tình hình rất hỗn loạn, thường xuyên phát sinh án mạng. Thực ra cũng chưa hẳn là ba bên không quản, mà có khi tận 4-5 bên cũng không chừng. Khu vực này nằm ở giữa khu tô giới nước ngoài và khu vực chính phủ quản hạt. Cứ xảy ra chuyện gì là các bên đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, ai cũng ngại xen vào. Tóm lại đó là một vùng đất không có luật pháp. Trước năm 1949, đây là nơi sinh sống của tầng lớp dân cư dưới đáy xã hội. Đó là những người lao động thấp kém nhất và những người bình dân buôn bán nhỏ lẻ. Nói toẹt ra là nơi có rất nhiều người nghèo khổ. Nhìn bề ngoài, Nam Thị vừa nghèo nàn vừa hỗn loạn, nhưng lại là nơi nhộn nhịp, sầm uất bậc nhất. Ban đầu khi chưa có Nam Thị, các hiệu buôn của Thiên Tân Vệ tập trung ở Bắc Môn. Từ khu thành cũ ra ngoài Nam Môn đều là vùng lau sậy hoang vu. Vào năm Canh Tý, liên quân Tam Đức đánh vào cảng biển, rồi từ Thiên Tân đánh đến Bắc Kinh.
Dọc đường cướp của giết người, các hiệu buôn lớn nhỏ ở Bắc Môn bị liên quân đốt phá rất nhiều. Nhưng người chủ cửa hàng đã thu nhặt tài sản còn lại để khu vực quanh Sạp Môn, dưới chân tường thành Nam Môn, bày hàn buôn bán sống qua ngày. Theo thời gian, nó trở thành Nam Thị. Sau này quan trên không quản lý được nên người buôn bán ngày càng nhiều, dân cư cũng tập trung đông đúc nên mới được gọi là Nam Thị, khu chợ ở cửa Nam. Tòa Đồng Tử Lâu nằm ở ven khu vực Nam Thị. Tòa nhà này có tuổi đời không phải ngắn. Nó vốn là một doanh trại được quân Nhật xây dựng khi xâm lược Trung Quốc. Mỗi hành lang đều một dãy phòng, mỗi phòng rộng khoảng 20 mét vuông, kết cấu như nhau. Tòa nhà có tổng cộng 4 lầu. Nhà tôi ở phòng 106, lầu 1. Khu vực này có địa thế trũng thấp, mỗi khi trời mưa, nước bẩn chảy tràn vào hành lang. Nền gỗ nguyên bản đã mục nát từ lâu và được thay bằng nền gạch từ hơn chục năm trước. Tường và sàn nhà cũng xuất hiện nhiều vết nứt. Các trang thiết bị và đường dây trong tòa nhà đều cũ kỹ, điện nước thường xuyên bị mất. Lúc đó tôi nghĩ, thay vì bỏ tiền ra thuê nhà thì giữ lại ăn uống thả ga với bạn bè còn hơn. Nguyên nhân nữa là hàng xóm quanh đây tôi đều biết cả. Trước kia ông bà tôi từng sống ở đây, hồi nhỏ tôi vẫn thường ghé chơi, hàng xóm đều quen mặt. Sau khi ông bà qua đời thì rất ít khi đến đây. Từ khi dọn về ở mới phát hiện cảnh còn như người đã mất. Nhiều hàng xóm cũ đã chuyển nhà hoặc cho người khác thuê trọ. Nhà của tôi là số 106. Nhà đối diện vẫn là người quen. Người này khoảng 40 tuổi, họ Thôi, biệt hiệu là Thôi Đại Ly. Theo cách nói của Thiên Tân xưa, Đại Ly có nghĩa là Gia Châu. Thôi đọc cũng giống chữ Thổi, ghép lại với nhau nghĩa là Thổi Gia Châu. Mà mồm toàn nói huyên thuyên, chỉ giỏi khoe khoang khoác lác. Hồi trẻ anh ấy lấy vợ, tôi còn được ăn kẹo cưới. Mấy năm trước anh ấy không chịu làm ăn, đã ly hôn. Vợ dẫn con về nhà ngoại, bỏ anh ta lại ở một mình trong một căn nhà trống. Anh ta làm trong một nhà máy quốc doanh, nhà máy làm ăn bết bát, cũng không định tìm việc khác. Hàng ngày hết giờ là đi lê la khắp nơi. Đến giờ nấu ăn thì mượn hành nhà phía đông, mượn tỏi nhà phía tây. Ăn uống no nê thì xuống dưới Đồng Tử Lâu ngồi. Khi gặp người quen là giữ lại tán chuyện trên trời dưới bể, từ Tổng thống Huê Kỳ cho đến xác chết trôi trên sông Hải Hà. Cứ làm như trên đời này cái gì cũng biết hết chân tướng. Phòng 107 kế bên có một cô gái người An Huy thuê trọ, 22 tuổi, hàng xóm đều gọi là Đại Tú Nhi. Thậm chí tôi cũng không biết tên thật của cô ấy là gì nữa. Miền Nam không có cái kiểu gọi Đại Tú Nhi, Tiểu Tu Nhi này. Chỉ Thiên Tân và Bắc Kinh thời trước mới có nhũ danh. Có thể là họ tên cô ấy có chữ Tú, sau khi đến nơi này thì đã nhập gia tùy tục. Đại Tu Nhi rất khéo tay, mở một tiệm may quần áo, còn dẫn theo một đứa em trai 10 tuổi tên là Tiểu Đồng. Tiểu Đồng không đi học, cả ngày giúp chị trông cửa tiệm. Tôi khá thân với Đại Tu Nhi và Thôi Đại Ly. Thôi Đại Ly là hàng xóm cũ nên khỏi cần nhắc đến nữa. Em trai của Đại Tu Nhi thường qua nhà tôi vì tôi có một máy chơi game PlayStation 2. Khi Tiểu Đồng nhìn thấy thứ đồ chơi này thì mắt nó đờ ra. Buổi chiều hàng ngày nó không về nhà mà chạy thẳng đến chỗ tôi. Chưa chơi đến 10 giờ tối là tuyệt đối không đi ngủ. Chị gái gọi về ăn cơm cũng không chịu nghe. Đại Tu Nhi cũng hết cách, đành nấu cơm mang đến cho nó ăn. Tất nhiên là không để tôi đứng một bên nhìn. Vậy là bữa tối của tôi xem như được giải quyết rồi. Đến giờ tôi ăn các món ăn bản địa An Huy, vẫn có cảm giác giống như hương vị quê mình. Có thể là vì hồi đó vẫn quen ăn cơm Đại Tu Nhi nấu hàng ngày. Nếu ngày nào cũng như thế thì chẳng có gì để nói. Sống ở đây một thời gian, tôi mới được nghe kể tòa Đồng Tử Lâu này từng xảy ra một vụ án mạng rất ly kỳ. Kỳ thực mấy trăm năm trước, nơi này từng có một vụ án treo mãi không phá được. Thời đó,
ở vùng hoang dã bên ngoài Nam Môn có một địa danh rất là kỳ quái, gọi là Biệt Cô Tử. Nơi này có nhiều chuyện để kể, hơn nữa còn liên quan đến vụ án kia. Nếu không nói rõ, bạn sẽ không tưởng tượng được vì sao có cái tên Biệt Cô Tử. Biệt Cô Tử chia làm hai phần lớn nhỏ trước sau. Sau khi ngôi nhà nhỏ bị phá bỏ, cho di rời từ địa điểm cũ đến kế huyện và xây dựng thành chùa lớn, hiện nay kế huyện vẫn còn địa danh này. Thực ra ban đầu nó nằm ở phụ cận phố ấp khẩu bây giờ. Giữa thời nhà Thanh, khu thành Nam vẫn là vùng đất phèn chua hoang vu, khắp nơi là ao chuông lau sậy. Có người nọ phát nguyện xây một ngôi chùa. Ngày khánh thành chùa, đột nhiên phát hiện em gái chồng mình đã mất tích. Gia đình đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Gia đình cho là bị bọn buôn người bắt cóc mất rồi, bèn đi báo quan. Mặc dù họ rất lo lắng nhưng cũng không biết phải làm sao. Mấy ngày sau đó, đột nhiên mây mù kéo tới, một luồng sấm sét đánh xuống, làm đứt toác phần móng của tòa Phật tháp mới xây sau chùa, làm lộ ra một cái xác nữ, chính là xác người em gái chồng đã mất tích trước đó. Kết quả nghiệm thi không tìm thấy thương tích bên trong lẫn bên ngoài, đoán chừng là bị mắc kẹt ở trong tháp rồi chết ngạt. Nhưng vì sao cô ta lại chạy vào trong tháp? Là tự mình làm hay bị người khác ép buộc? Vì sao khi xây tháp không ai phát hiện ra? Vụ án có rất nhiều điểm đáng ngờ, mãi vẫn không phá được. Sau này mọi người đều gọi ngôi chùa này là Biệt Cô Tử. Năm tháng qua đi, không ai còn nhớ đến tên gọi thật sự của chùa nữa. Địa phương này trước kia nằm cùng khu vực với Đồng Tử Lâu của chúng tôi. Nhưng vụ án mạng tôi kể không liên quan đến vụ án mạng ở Biệt Cô Tử. Bây giờ tiện thể thì nói sơ qua, bởi vì sau này còn có một ít nội dung liên quan đến Biệt Cô Tử, cho nên bạn cứ biết trước nguồn gốc của nó là được rồi. Chúng ta tiếp tục câu chuyện nhé. Vào cái đêm mùa hè nóng nực năm đó, tôi kiếm được một con game mới ra tên là Rero. Nó là phần đầu tiên của series này. Đây là một game kinh dị kiểu Nhật, sử dụng máy ảnh để chụp hình các hồn ma. Bạn điều khiển nhân vật nữ đi khắp nơi trong một căn nhà rộng lớn có tên là Ice House để tìm kiếm người anh trai đang mất tích. Mỗi khi bước chân lên sàn gỗ, nó sẽ phát ra tiếng kêu cót két. Ác quỷ sẽ thình lình xuất hiện nhưng lúc bạn không chú ý, không khí và hiệu ứng âm thanh của trò này đều đứng hàng đầu. Tôi dùng TV màu Panasonic 21 inch đã qua sử dụng, kết nối với máy chơi game và đầu âm ra âm thanh, rồi tắt đèn ngồi chơi trong phòng. Chẳng bao lâu sau đã bị cuốn vào trò chơi. Nó thực sự khiến tôi sợ đến dựng tóc gáy, đổ mồ hôi lạnh. Tiểu Đồng ngồi bên cạnh, mặt cũng trắng bệch. Nó lấy tay che mắt lại, không dám nhìn, giọng run rẩy liên tục hỏi: "Quỷ nó đến chưa anh? Quỷ nó đến chưa anh?" Đến giờ ăn tối thì Đại Tô Nhi đem đồ ăn qua. Tôi và Tiểu Đông phải tạm dừng trò chơi. Tôi vừa ăn vừa kể cho Tiểu Đông nội dung cốt truyện của trò chơi Rero. Thực ra tôi không rành tiếng Nhật lắm, chẳng qua là do chơi game nhiều năm, đã quen thuộc với ký tự Katakana và chữ Hán kiểu Nhật. Đặc biệt là khi chơi PES, tên của các cầu thủ đều là Katakana. Nếu bạn muốn biết tên cầu thủ này là gì, một ngày chơi đến mấy chục trận, không muốn nhớ những ký tự tiếng Nhật này cũng khó. Vì vậy tôi có thể hiểu lờ mờ ít nhất hơn một nửa câu thoại và tình tiết của trò chơi, lại thêm chút sáng tạo bịa đặt của mình vào, rồi biến thành một câu chuyện kinh dị. Như thế cũng đủ hấp dẫn Đại Tú Nhi rồi. Thực ra lúc đó bản thân tôi cũng thấy sợ nữa. Đại Tu Ni không dám nghe tiếp, nói với chúng tôi: "Hai anh em đừng mãi chơi điện tử nữa, mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi." Cô ấy vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát của tôi và Tiểu Đông. Tiểu Đông nói: "Chị này, em thấy chúng mình giống như người một nhà ý nhỉ?"
Nếu ngày nào ba chúng mình cũng ăn cơm chung thì tốt nhỉ. Đại Tu Nhi vừa nghe được lời này thì mặt đỏ lên, có một cái thật mạnh vào đầu thằng em, sau đó vội vàng bỏ vào bát của nó hai miếng thịt xào măng. Bạn nó ăn thật nhanh để ngậm miệng lại. Tôi nghe Tiểu Đông nói vậy thì thấy cũng là ý hay. Sau đó đầu óc tôi lại đắm chìm vào trò chơi. Ăn xong hai bát cơm, vừa quơ lấy tay cầm định chơi tiếp thì điện thoại réo vang. Tôi có một người anh em chí cốt tên là Lục Minh. Cậu ấy gọi điện thoại tới rủ tôi đi nhậu. Tôi nói mình mới cơm nước xong, uống gì nổi nữa. Đừng nghe giọng nói của cậu ấy không đúng lắm, rất là bi tráng, hình như đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi phải nhờ Đại Tu Nhi khóa cửa giúp, rồi vội vàng đạp xe ra ngoài tìm người anh em. Lúc ra khỏi nhà đã là 8:30 rồi. Bên ngoài trời đã tối đen. Lúc đi ra ngoài, Thôi Đại Ly vẫn đang hóng mát ở lầu dưới. Tôi gật đầu chào anh ấy, đạp xe rời đi. Chúng tôi tìm một quán Ma Lạt Thang bên lề đường, uống mấy chai bia. Lục Minh bắt đầu kể lể nỗi lòng, nói mình đã hối hận như thế nào sau khi kết hôn. Cuộc sống không còn mục tiêu nữa. Vợ cậu ấy là giáo viên tiểu học, thuở còn yêu đương thì rất hiểu chuyện, không giống như bây giờ. Sau khi mang thai thì bắt đầu khó tính, hay bắt bẻ lôi thôi. Hôm nay thì chê cậu ấy kiếm ít tiền, ngày mai thì trách cậu ấy chỉ biết đến công việc mà bỏ bê gia đình, còn thường xuyên cãi vã với mẹ chồng, nói mẹ chồng chia rẽ tình cảm vợ chồng. Anh bạn tôi đây ngày trước cũng là người mê game và anime, trình độ và kinh nghiệm chơi game còn cao hơn cả tôi nhiều. Vào những năm 80, đã có một vài hộ gia đình mua được máy chơi game trắng đỏ NES của Nintendo và kết nối với tivi trắng đen hoặc tivi màu. Ra chơi trên tivi đen trắng là 2 tệ 1 giờ, còn tivi màu là 4 tệ 1 giờ. Hồi học tiểu học, tôi vẫn thường đi chơi game. Có lần, tôi chơi một trò chơi có tên là Blaster Master Rero, điều khiển một cơ thể giống như là xe mô tô, thuộc về loại trò chơi hành động bắn súng. Tôi chơi đến phát nghiện, nhưng đang đến một màn nọ mà mãi không qua được. Thời gian là vàng bạc, tôi cuống đến toát cả mồ hôi. Lúc này có một người đứng bên cạnh xem, liền bách nước cho tôi, bảo tôi bấm nút chọn select. Hồi xưa chúng tôi gọi nút công năng ở bên trái tay cầm của máy NES là nút chọn, còn nút bên phải là nút tạm dừng. Tôi nghe lời cậu ta, vừa bấm nút chọn thì một người nhỏ bé đội mũ bảo hiểm nhảy ra khỏi xe máy. Thì ra màn chơi này là điều khiển tài xế. Lúc đó tôi rất cảm kích người đã chỉ điểm cho mình, liền quay đầu lại nhìn thì thấy đó là một gã béo trắng. Hơn nữa tôi còn nhận ra người này là bạn học cùng lớp Lục Minh. Khi đó Lục Minh không nổi bật lắm, tuy hai đứa học chung lớp nhưng không thân nhau. Lúc này tôi mới biết sở thích của Lục Minh là chơi điện tử. Kể từ đó chúng tôi lên lớp học thì bàn luận về game, tan trường thì đến quán cày cuốc. Tôi phát hiện lòng ham thích và kiến thức về trò chơi của Lục Minh hơn đứt mình. Bình thường cậu ấy lầm lì, ít nói, nhưng chỉ cần chuyển qua chủ đề game thì cái miệng bắn liên thanh không ngừng. Chúng tôi chơi game từ tiểu học lên đến tận trung học. Năm đó, tạp chí phần mềm trò chơi điện tử vừa mới ra mắt số đầu tiên, lúc bây giờ còn được gọi là trại tập trung game. Hàng ngày sau giờ tan học, việc đầu tiên chúng tôi làm là đến sạp báo xem có tạp chí này chưa. Hồi đó cứ 2 tháng mới ra được một bản, ngày nào cũng mong ngóng. Khi về đến tay thì đọc không sót một chữ, ngay đến mẫu quảng cáo bé tí cũng xem cả chục lần, đến nát ra mới thôi. Sở thích của hai đứa chúng tôi là trốn học chơi game. Kỳ nghỉ hè và nghỉ đông đều chiến đấu thâu đêm suốt sáng, chúng tôi cũng cùng nhau phá đảo không biết bao nhiêu trò chơi, để lại vô số ký ức cảm động. Khi cày game Final Fantasy 7, Lục Minh đã khóc nức nở khi chơi đến đoạn Eric bị Sephiroth đâm chết. Phải biết là cậu ta từng thi trượt 4 môn, bị ông già đánh bằng thắt lưng ra mà vẫn không rơi nước mắt. Vậy mà có thể khóc trong lúc chơi game, đó mới là cảm xúc thực sự.
Điều thần kỳ nhất là trong một lần đánh nhau với một tên tiểu lưu manh, cậu ta vừa đánh vừa đọc các chiêu thức trong game đối kháng, thêm mà lại đánh cho cái tên vẫn chấn lột tiền của chúng tôi trước cổng trường phải chạy mất dép. Tôi không ngờ cái tên béo ú trắng trẻo nói chuyện cũng đỏ mặt này lại lợi hại đến thế, không khỏi có cách nhìn khác về hắn ta. Có ai ngờ hôm nay lại đến bước này. Lục Minh vì nghiện chơi game mà học hành bết bát, may nhờ gia đình có quan hệ trở thành công chức nhà nước, tính cách cũng khép kín, sau giờ làm hay lúc nghỉ phép chỉ ở nhà chơi game. Người bạn thân duy nhất chính là tôi, người vợ hiện tại quen biết thông qua người thân. Có lẽ người phụ nữ này là thấy cậu ấy có công việc ổn định, lại khá thật thà. Hai người đã đăng ký kết hôn năm ngoái. Nhà cậu ta ở là của vợ nên khá lép vế, ở nhà cũng không dám lớn tiếng, cứ động đến máy chơi game là bị vợ cằn nhằn. Vợ cậu ấy tính tình không tốt, bây giờ đã mang bầu được 5 tháng rồi. Nói một phải làm một, hễ bực lên là quăng quật đập phá đồ đạc, gia đình không còn êm ấm nữa. Hôm nay hai người cãi nhau một trận to, Lục Minh bị ăn vài cái tát, máy chơi game không những bị đập nát mà còn bị vợ đuổi ra khỏi nhà, hết nơi để đi, đành rủ tôi ra ngoài uống rượu. Nói hết những uẩn ức dồn nén trong lòng bấy lâu, cậu ta vừa kể lể vừa khóc không ra hơi, làm tôi cũng không đành lòng nhịn. Thì ra kết hôn đều như thế cả. May mà tôi không lấy vợ sớm, nên tôi biết hai người về sống chung với nhau không thể tránh khỏi cãi cọ, khó đánh nhau cũng là chuyện bình thường. Có điều con người Lục Minh chỉ hăng hái khi nói đến game, còn ngày thường thì như cái hồ lô không miệng. Vợ cậu ta ghét cay ghét đắng cái máy chơi game, tần điền không thể nói chuyện với cậu ấy về chủ đề game cùng. Cho nên ở góc độ của vợ, chỉ thấy trên người cậu ta đầy khuyết điểm, càng nhìn càng chán ghét. Vấn đề cốt yếu nhất đó là căn nhà đang ở vốn là của nhà gái tặng cho. Trên thực tế, thân phận của Lục Minh chỉ tương đương với đi ở rể, như thế thì làm sao mà không bị coi thường cho được. Tôi có ý khuyên Lục Minh ly hôn, nhưng nghĩ đến việc vợ cậu ấy đang mang thai, có làm gì cũng phải nghĩ cho đứa trẻ này, nên đành phải thuyết phục cậu ấy cố gắng hơn. Tôi nói, cậu đã là người có gia đình, sao có thể chơi game mãi được. Còn nếu muốn chơi game thì để tế bày cho một cách nhé. Đợi sau khi có con, cậu mua cho nó cái máy chơi game rồi cùng chơi với nó, vậy chẳng phải là có lý do rồi sao? Vậy lại vợ cậu đang mang thai được mấy tháng rồi, cậu không thể nhịn thêm một thời gian nữa hay sao? Kháng chiến gian khổ như thế, phải đánh 8 năm mới kiên trì đi đến thắng lợi. Cậu cứ chờ đến khi con có thể biết chơi game, đâu có mất bao lâu đâu. Hôm nào bấn quá thì đừng chơi ở nhà nữa, có thể qua chỗ tớ chơi cho đỡ nghiện. Dù sao tớ cũng sống một mình, muốn chơi sao cũng chẳng ai quản. Đúng là lời nói có thể mở khóa trái tim. Lục Minh nghe tôi khuyên vậy cũng thông suốt, không còn ý định nhảy sông nữa. Ăn xong ba lạt thang sẽ về nhà nhận lỗi với vợ, cũng chuẩn bị kháng chiến lâu dài rồi. Tôi không biết cậu ấy đã nhận lỗi thế nào, chỉ muốn mau mau tống tiễn ông nội này để nhanh chóng quay về nhà chơi tiếp trò chơi rero. Sau khi tiễn Lục Minh đi, tôi đẹp xe về nhà. Tôi không xem thời gian, để cũng đã rất khuya rồi. Hai bên đường hầu như không còn ai đi hóng gió nữa, chỉ còn những người cá biệt thích mát mẻ mang giường gấp ra ngủ bên vệ đường. Trong đầu tôi toàn là nội dung của trò chơi game. Con game này sử dụng máy ảnh để chiến đấu với ác ma, phim chụp tương đương với đạn. Tôi sợ không còn đủ phim nữa, nếu gặp phải ma quỷ là xong đời. Về nhà mở máy lên phải đi khắp nơi tìm thử, bề đầu vẫn còn sót phim chưa nhặt hết. Tôi nghĩ Tiểu Đông cũng giống mình, mặc dù thấy hơi sợ nhưng vì tò mò muốn khám phá bí mật càng sớm càng tốt mà thành nghiện. Tôi mãi nghĩ không biết mình đã về tới Đồng Tử Lâu từ lúc nào. Những người ngồi hóng mát tán gẫu lúc tối đã giải tán từ lâu, chỉ còn lại Thôi Đại Ly. Anh ấy cởi trần, mặc quần rộng, ngồi trên cái ghế dài nhỏ, bên cạnh là một chén trà. Một tay phe phẩy cây quạt, tay còn lại áp cái đài radio nhỏ vào tai,
không biết là đang nghe hí hay là bình thư. Tôi đi ngang qua Thôi đại lý, tiện thể chào một cái. Lão Thôi, khuya rồi còn chưa ngủ à? Thôi đại lý vừa trông thấy tôi, vội bỏ quạt và đài xuống, đứng dậy chặn xe, nói: đợi đã, người anh em. Tôi sợ Thôi đại lý giữ mình lại buôn chuyện, nếu để anh ấy mở miệng là sẽ không ngừng lại được. Tôi còn muốn về nhà chơi game nữa kìa, liền giả bộ ngây ngô: ê, hôm nay em đuối quá rồi, không chịu nổi nữa, có chuyện gì để mai nói đi. Thôi đại lý nói: cái gì mà không chịu nổi nữa, thằng anh này còn chưa tính hỏi chuyện đó mà. Tôi đành phải dừng xe, hỏi Thôi đại lý là có chuyện gì. Thôi đại lý kéo tôi qua một bên, nói với giọng bất mãn: huynh đệ à, cái này là em không đúng rồi. Chuyện tốt thế mà em còn giấu anh mày. Tôi hỏi: anh à, em càng nghe càng thấy chẳng hiểu gì. Hai ngày nay em ra ngoài thì mất ví, đánh rắm thì đau lưng, chỉ toàn là chuyện xui xẻo, ở đâu ra chuyện tốt thế. Thôi đại lý nói: chán thật đấy, còn làm bộ với anh nữa. Cái tên tiểu tử này đang hẹn hò phải không? Tôi nói: nào có đâu. Anh nói đại tú nhi hả? Thằng nhóc tiểu đông vẫn qua nhà em chơi game hàng ngày, cô ấy mang cơm cho nó ăn thôi. Thôi đại ly lắc đầu quẩy quẩy: không phải đại tú nhi, cô ấy là hàng xóm của chúng ta. Anh à, còn hỏi mày làm gì nữa. Vừa rồi lúc cái tên tiểu tử nhà mi đi ra ngoài, cái đứa con gái mặc váy trắng ngồi sau xe là đứa nào thế? Còn chưa dẫn nó đến chỗ gặp anh để đánh giá đâu nhá. Dẫu sao anh mày cũng là người từng trải, về mặt này vẫn có kinh nghiệm hơn thằng em. Tôi nghe Thôi đại lý nói vậy thì thầm kinh sợ, giờ ngày nóng nực mà đổ mồ hôi lạnh. Đúng là gặp ma rồi. Lúc tôi ra ngoài tìm Lục Minh đi ăn ma lạt thang, tuyệt đối chỉ có một mình. Đằng sau xe lại không đèo ai, thì lấy đâu ra cô gái mặc váy trắng chứ. Thôi đại lý thấy tôi tái mét mặt thì sợ đến cười đắc ý, nói: thằng em này nhát gan quá nhỉ. Do đầu óc tôi chỉ toàn là hình ảnh của game, nên tí nữa thì bị Thôi đại lý dọa cho ngồi bệt xuống đất. Nghe anh ấy nói vậy, tôi tức không chịu được, té ra là chơi xỏ mình. Thôi đại lý nghiêm mặt nói: chú xem, chú nhát gan như thế, anh có chuyện muốn nói cũng không dám nói thật. Tôi bảo: anh nghiêm túc một chút được không? Em không có thời gian nghe anh nói chuyện tầm phào đâu. Em phải về ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm nữa kìa. Thôi đại lý vội nói đúng là anh ấy có chuyện. Tôi đành phải kiên nhẫn nghe xem rốt cuộc anh ấy muốn nói cái gì. Thôi đại lý toàn nói những thứ trời ơi đất hỡi, chưa được dăm câu đã lạc đề. Anh ấy cho tôi biết cách đây vài năm, phòng 107 đúng là gian phòng mà hai chị em đại tu ni đang thuê trọ, đã từng xảy ra một vụ án mạng. Hồi đó tôi không sống ở đây nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Kể ra cũng sắp được 10 năm rồi. Năm đó người sống ở phòng 107 mang họ Mạc, gồm hai vợ chồng và một đứa con. Ông chồng Mạc sư phụ là một người tốt, bà vợ họ Hà là giáo viên dạy trung học, 31-32 tuổi, thường mặc một cái váy trắng, dáng người xinh đẹp, thướt tha. Đứa con có nhũ danh là bé Mập. Có một hôm, hai vợ chồng ở trong nhà, bé Mập ra ngoài chơi. Trước kia, mỗi khi đến giờ cơm tối, cô Hà sẽ ra ngoài gọi con về ăn cơm. Hôm đó, không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì, mặc dù bên ngoài trời tối đen, những đứa trẻ khác đã về đến nhà hết, chỉ còn lại bé Mập, nhưng vẫn không thấy người nhà ra gọi. Bé Mập đói bụng, tự mình tìm về nhà. Nó đẩy cửa bước vào thì trông thấy Mạc sư phụ đang ngồi bất động trên sofa, sắc mặt tái mét, hai mắt vằn đỏ. Cô Hà đắp chăn nằm ngủ trên giường, cũng không thấy động tĩnh gì. Bé Mập còn tưởng ba mẹ đang ngủ. Trên bàn còn chưa có cơm tối, nó đói quá, vừa khóc vừa tìm mẹ. Nó đến bên giường lay gọi mẹ mà không thấy mẹ trả lời. Tiếng khóc của nó mỗi lúc một lớn. Tòa đồng từ lâu này
tường ngăn rất mỏng. Có người hàng xóm nghe tiếng trẻ con khóc rất khác lạ. Vì sao người lớn trong nhà không quản nó chứ? Họ vội vàng chạy qua xem sao. Vừa nhìn vào thì không xong rồi. Mạc sư phụ đã tắt thở từ lâu. Cô giáo Hà đang nằm trên giường kia, cũng không còn đầu nữa, chỉ còn lại thi thể, máu chảy từ giường xuống dưới đất thành một vũng lớn. Sự việc lập tức gây chấn động đồng từ lâu. Bên ngoài tòa nhà, người dân kéo đến xem náo nhiệt đông nghẹt. Sau khi được báo án, cảnh sát đã đến hiện trường. Mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra. Nghe nói Mạc sư phụ đã giết vợ, dùng dao chặt đầu người trong phòng 107. Căn phòng này là hiện trường thứ nhất. Tình cảm hai vợ chồng trước nay vẫn rất tốt, hàng xóm chung quanh đều biết cả. Hai vợ chồng sống rất hạnh phúc, ai cũng hâm mộ. Mấy năm nay chưa giận nhau lấy một lần, thế mà Mạc sư phụ lại đi giết vợ. Còn sợ tôi phải tự sát, nói ra ai mà tin cho được. Chỉ tội cho bé mập, tuổi còn nhỏ như thế mà đã mất cha mất mẹ. Sau này ông bà nội đón nó đi, để lại căn phòng trống. Tình tiết của vụ án cứ thế lan truyền khắp ngang cùng ngõ hẻm. Nhưng đó không phải là kết luận của cảnh sát. Có người nói vụ án này rất ly kỳ, trước hết là không biết tung tích của đầu người. Mặc dù cảnh sát đã lật tung cả căn nhà, Mạc sư phụ không thể giết người rồi đi ra ngoài quẳng đầu, sau đó trở về mà chết trong nhà. Không có ai quanh đó thấy Mạc sư phụ rời khỏi căn nhà 107. Còn một điểm nghi vấn nữa, đó là Mạc sư phụ đã chết như thế nào. Rốt cuộc có phải tự sát hay không thì hoàn toàn không ai hay biết. Năm tháng qua đi, vụ án hai xác chết dần bị lãng quên. Căn nhà này cũng đã qua tay nhiều người. Người chủ cuối cùng đã cho Đại Tu Nhi thuê trọ. Đại Tu Nhi là người địa phương khác, vốn không biết căn nhà 107 này đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hộ cũ ở tòa đồng từ lâu này cũng không còn nhiều nữa. Hàng xóm láng giềng đều quý con người Đại Tu Nhi, không muốn cô ấy sợ hãi. Trước này chưa từng nhắc đến chuyện này trước mặt cô ấy. Ngày thường Đại Tu Nhi bận rộn với công việc ở tiệm may, ngày nào cũng đi sớm về khuya, không tiếp xúc nhiều với hàng xóm, giống như bị bịt mắt. Cùng mày chưa xảy ra chuyện gì. Thôi Đại Ly là hàng xóm cũ của nhà tôi, loại chuyện này không thể giấu. Nói ra là để nhắc nhở tôi, nếu không có việc gì thì không nên vào nhà 107. Căn nhà đó không được sạch sẽ. Vụ án năm đó cực kỳ quỷ dị. Bên đầu chừng cây đầu đẫm máu của bà Hà sẽ tự lăn ra. Lúc ấy tôi không biết lời anh ấy nói là thật hay giả. Con người này ngày thường đã không đáng tin, mở miệng là nói tràng giang đại hải. Nhưng bất kể là căn nhà 107 đã từng xảy ra án mạng hay không, tôi nghe được chuyện này đêm về cũng không ngủ ngon được. Chẳng thà đừng kể thì hơn. Vì thế tôi đành gác lại ý định chơi game. Ngày tối đó tôi gọi điện hỏi người hàng xóm cũ đã chuyển nhà đi, thì được biết đúng là căn phòng 107 Đại Tu Nhi đang thuê trọ từng xảy ra án mạng. Có điều tòa nhà này vẫn yên ổn, không nghe nói có ma quỷ quấy phá gì. Chuyện này cũng có nguyên nhân, phần trên tôi đã nhắc đến rồi. Hơn 200 năm trước, biệt cô tự từng xảy ra một vụ án chết người chưa được phá. Quan phủ sợ ma quỷ xuất hiện để đã cho dựng một tấm bia bảo quốc an dân bằng đá và mời cao tăng đến khai quang để làm vật trấn tà. Sau khi biệt cô tự đã được chuyển đến kế huyện, tấm bia đá này vẫn còn ở vị trí cũ. Khi người Nhật xây dựng tòa nhà này đã chôn tấm bia xuống dưới đất. Đừng thấy Nam thị hỗn loạn như thế này mà lầm. Có lẽ là nhờ tấm bia trấn áp mà trước nay chưa từng xuất hiện thứ gì không sạch sẽ, có thể yên tâm cư trú. Tôi nghe xong thì cũng đỡ lo một phần. Nhưng nghe đến căn nhà 107 sát vách đã từng xảy ra vụ án ly kỳ như thế thì cũng khó ngủ. Ban đêm trở lại đổ trận mưa, sấm sét nhoáng nhoáng đánh xuống làm tim tôi muốn nhảy ra ngoài. Ngày hôm sau mưa vẫn chưa tạnh, dự báo thời tiết nói mưa kèm sấm sét
sẽ chuyển thành mưa to. Tôi quyết định không ra ngoài nữa mà đi ngủ tiếp, để cũng phải đến rạng sáng tôi mới ngủ được. Ngày mưa ngày gió tôi ngủ rất say, không mơ thấy ác mộng nào. Ngủ đến 3 giờ chiều thì Tiểu Đông qua gọi cửa đòi chơi game. Đầu lúc này Đông từ lâu mất điện đột ngột. Tiểu Đông thấy không chơi game được nữa, cứ quấn chặt lấy tôi rủ qua nhà xem manga. Tôi nhớ đến vụ án hai xác chết thì thầm kinh sợ. Dù trong lòng tôi không muốn đi, nên không bảo được thằng bé này nên đành qua nhà nó. Tôi thấy Đại Tu Ni cũng không đến tiệm may vì thời tiết xấu. Cô ấy dùng may may gia dụng để làm việc. Trong nhà mảnh vải chất thành đống. Đại Tu Ni thấy tôi qua chơi liền đon đả mời tôi ngồi, còn pha trà cho tôi. Tôi thấy chỗ mình ngồi là một cái ghế sofa kiểu cũ, liền nghĩ chắc là Mạc sư phụ đang ngồi chết ở đây. Chưa biết chừng cái ghế sofa này vẫn là cái ghế năm đó để lại. Tôi như ngồi phải bàn trông, vội đứng dậy nói mình không muốn ngồi. Vừa trông thấy cái giường thì không khỏi nghĩ đến xác chết không đầu kia. Không kìm được mới hỏi Đại Tu Ni: đồ trong nhà này là đồ cũ hả? Đại Tu Ni gật đầu xác nhận, toàn bộ đồ đạc đều là chủ nhà để lại cho. Tôi nói: ê, vậy cái giường đó ngủ có thoải mái không? Tạ Tu Ni nói: cũng được à, ai không muốn ngồi sofa thì ngồi ở giường đi. Tôi vội lắc đầu, đứng ở trong nhà vẫn thoải mái hơn. Đại Tu Ni cười nói: sao anh cứ khang khác thế nhỉ? Đói rồi phải không? Đợi em làm xong việc sẽ nấu cơm cho hai anh em nhé. Tôi nói: anh toàn ăn ké nhà em, thấy ngại quá đi. Hôm nay cúp điện, tối thế này nấu sao được cơm. Lát nữa để anh làm chủ, bà chúng mình đi ra ngoài ăn lẩu nhé. Anh biết một quán lẩu bò, trông bề ngoài không bắt mắt lắm, nhưng mọc tôm thì đúng chuẩn luôn đấy. Cực kỳ đông khách, nếu không tranh thủ lúc trời mưa ngồi đợi xếp chỗ chắc phải phát bực mất đấy. Đại Tu Ni còn chưa nhận lời, Tiểu Đồng đã giơ tay đồng ý rồi. Tôi còn chưa ăn bữa sáng và bữa trưa, đói muốn điên rồi, liền dẫn hai chị em Đại Tu Ni đến một quán ăn cách nhà không xa để ăn tối. Hôm đó tâm trạng tôi rất vui. Tôi đã kể cho Đại Tu Ni về mối liên hệ của mình với tòa tiểu lâu này. Cụ cô tôi rất nghèo, trước năm Canh Tý, ông ở dưới chân thành Nam Môn. Khi đó bên ngoài Nam Môn là vùng đất trũng, hoang vu, lạc đạc có vài nóc nhà. Cụ cố ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, đẩy xe chở đất từ xa về để lấp những chỗ trũng, lại nhặt gạch ngói về xây thành cái nhà rồi bán cho người ta. Cứ thế mà dần khá lên. Đại khái sau khi kháng chiến thắng lợi thì mua được tòa đồng từ lâu này. Mấy con hẻm chung quanh đây đều là của nhà họ Trương chúng tôi. Đến đời ông nội tôi thì đã là một địa chủ giàu có, không cần phải làm lụng vất vả, chỉ sống nhờ tiền cho thuê nhà. Cả ngày chẳng buồn động tay động chân, chỉ lo ăn chơi sung sướng. Mở mắt dậy, ngoài việc đếm tiền thuê nhà thì xách lồng chim tới quán trà, tiệm ăn, tìm người nói chuyện phiếm. Sau khi đất nước được giải phóng, chỉ chưa đến mấy năm mà đất đai nhà cửa đã bị tịch thu hết. Ông nội thường xuyên bị đấu tố. Đợi đến khi bè lũ bốn tên bị đập tan, thực hiện chính sách cải cách mở cửa, mới được trả lại căn nhà 106 này và thêm một ít tiền. Tất cả đất đai nhà cửa trước đây đều đã mất sạch. Nếu không, đến đời tôi đây đâu có cần phải vất vả ra ngoài kiếm sống nữa. Chúng tôi rời khỏi quán ăn, trời vẫn còn đang mưa. Chúng tôi không đi đâu nữa mà về thẳng nhà. Khi trở lại Đông Tử Lâu, thấy hành lang vẫn tối om. Lần mất điện này lâu hơn bình thường. Đường dây điện của Đông Tử Lâu đã lão hóa rồi, hễ mưa xuống là bị ẩm, thường xuyên xảy ra tình trạng mất điện. Tôi cũng không xem là chuyện to tát gì, cầm bật lửa soi hành lang. Đại Tu Ni và Tiểu Đông bám theo sau tôi. Hành lang của Đồng Tử Lâu rất bừa bộn, đường nơi có thể đi qua vô cùng hẹp, vì diện tích mỗi nhà không quá 20 mét vuông.
coi nhưng gia đình mấy người ở chen chúc một chỗ để đã chiếm dụng không gian của hành lang. Có người buổi tối hết giờ làm còn đẩy xe vào trong cất, sợ để ngoài sẽ bị trộm mất, khiến cho hành lang càng thêm chật chội. Có chỗ phải nhấc chân mới bước qua được, nước bẩn chảy lênh láng khắp nơi. Khi chúng tôi về đến nhà thì cũng đã gần 10 giờ đêm. Điện lại mất, cả hành lang không một bóng người. Ánh sáng từ bật lửa không được bao nhiêu, tôi phải dò dẫm bước đi trong bóng tối, khó khăn lắm mới đến được nhà mình. Đột nhiên tôi thấy có một người đang đứng lặng lẽ trước cửa nhà, tay còn xách theo một cây đầu. Kể từ lúc tôi được nghe kể về vụ án ở phòng 107 vào nửa đêm hôm qua thì trong lòng đã thấy bất an rồi. Khả năng cũng liên quan đến bầu không khí kinh hoàng trong game Redo nữa. Mặc dù đã có người cho tôi biết bên dưới đồng từ lâu có chôn bia đá chấn tà, nhưng vẫn thấy rợn rợn. Lúc này đột nhiên trông thấy có người xuất hiện giữa hành lang tối tăm thì giật mình kinh sợ, quay đầu ôm chầm lấy Đại Tu Nhi, hét toáng lên: "Có ma!" Vì trong đầu tôi đã định sẵn như thế, còn Đại Tu Nhi và Tiểu Đông đã quen với việc mất điện từ lâu, căn bản là không suy nghĩ vớ vẩn. Hành lang tuy tối nhưng không phải là không nhìn thấy gì. Nếu nhà khác cũng có nhà thắp nến, ánh sáng lọt ra ngoài hành lang yếu ớt. Nhìn kỹ lại thì ra là một người đang xách quả dưa hấu trong tay. Tuy chưa từng gặp nhưng khẳng định không phải là ma. Tôi nghe bảo không phải ma thì tự hỏi nửa đêm nửa hôm ai lại đứng trước cửa nhà mình. Cẩn thận quan sát mới nhận ra là thằng cha Lục Minh. Tôi hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt cậu không ở nhà nghỉ ngơi, sao lại chạy đến đây thế?" Lục Minh tỏ ra hơi ngượng nghịu trước mặt Đại Tu Nhi, ấp úng nói: "Chẳng phải hôm qua đã nói rồi sao, tớ có thể đến nhà cậu chơi game. Mái nhà bị vợ đập nát rồi, tớ đã viết cam kết với vợ sau này tuyệt đối không chơi game ở nhà nữa. Hôm nay cô ấy về nhà mẹ, mai vừa hay là cuối tuần nên tớ đến chỗ cậu. Tớ còn mua dưa hấu và coca cho cậu. Không thấy cậu ở nhà nên đứng ngoài đợi một lát." Tôi nói: "Cậu cũng nhanh nhảu quá đấy. Hôm qua vừa nói xong, hôm nay đã mò đến. Được rồi, không đứng đây cho ê mặt nữa, có gì vào trong nhà hăng nói." Tôi nói lời chúc ngủ ngon với chị em Đại Tu Nhi, lấy chìa khóa mở cửa, bảo Lục Minh vào nhà. Mặc dù bên ngoài trời đang mưa to nhưng khó mà xua đi cái nóng nực của mùa hè. Bên trong nhà cứ hầm hập. Tôi mở hết cửa sổ, hỏi Lục Minh: "Coca đâu? Còn lạnh không?" Tôi còn chưa dứt lời thì đồng từ lâu đột nhiên có điện lại. Lục Minh đến sớm không bằng đến đúng lúc. Cậu ấy vừa nhắc đến game là tinh thần phấn chấn, lo cắm điện, bật tivi còn thành thục hơn cả chính nhà mình. Thế tôi mới chơi đến khúc đầu của game Redo thì vội nói: "Trò này hay nha, game kinh dị kiểu Nhật, hệ thống sử dụng máy ảnh để xua đuổi ma quỷ, rất là mới mẻ. Tôi đã muốn chơi từ lâu rồi, thì ra cậu cũng đã chơi trước." Lục Minh cứ lẩm bẩm một mình, vừa lấy tay cầm chơi game là không buông ra nữa. Cả đêm thức chơi game hút thuốc, cậu ta nghiện thuốc nặng, giết hết điếu này đến điếu khác, còn giục tôi bật quạt, cắt dưa hấu, tắt đèn, hai con mắt không rời khỏi màn hình tivi. Tôi nói: "Cậu là người có vợ, lại sắp có con, sao còn nghiện game thế? Bình thường cậu có thể tập trung tinh thần cho công việc và gia đình bằng một nửa so với chơi game thì đã không đến nỗi này." Nói thì nói vậy, đã lâu tôi chưa chơi game cùng Lục Minh rồi. Nhưng năm máy Super Famicom và PlayStation thịnh hành là lúc chúng tôi chơi điên cuồng nhất. Tôi còn nhớ khi đó chúng tôi ngồi chơi suốt đêm, trong nhà còn treo một tấm bản đồ thế giới. Trong kỳ thi môn địa lý có một đề bắt điền tên thủ đô của Tây Ban Nha. Hai đứa không do dự điền luôn là Sevilla. Kết quả là chẳng được điểm nào. Bây giờ nhớ lại, đó đúng là những năm tháng đỉnh cao. Tôi dọn nhà xong, tắt đèn và cùng chơi game Redo với Lục Minh. Lục Minh chơi lại từ đầu.
Số game cậu ấy từng chơi trong bao nhiêu năm nay khó mà đếm hết xuể, có thể gọi là game thủ hạng nặng. Cậu ấy chơi game nào cũng không cần xem hướng dẫn, còn học thêm tiếng Nhật để chơi game. Thế nên vào cuộc rất nhanh, đánh một lát là đã quen với cách chơi. Trong nhà tắt đèn, nghe bên ngoài tiếng mưa rơi tít tách. Vì đã khuya, sợ gây ồn ào ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của hàng xóm, nên tôi để âm lượng tivi rất thấp. Không khí trong game Redo u ám và khủng bố. Cả trò chơi đều ở sâu bên trong ngôi biệt thự cổ. Thỉnh thoảng lại có bóng người vụt qua. Trong hành lang trống trải vang lên tiếng bước chân. Từ dưới giếng khô thò ra bàn tay người. Còn có những hồn ma bất ngờ nhảy bổ đến. Hệ thống chiến đấu sử dụng máy ảnh kiểu cũ chụp vong hồn cũng tạo cảm giác căng thẳng, nên chúng tôi chơi rất nhập tâm. Bất chi bất giác đã đến tầm 12 giờ đêm. Tivi bóng tối đen, quạt cũng ngừng quay. Đồng tử lâu lại mất điện rồi. Lục Minh cuống cả lên. Vừa rồi rất vất vả mới giải quyết được một con lệ quỷ khó nhằn, còn chưa kịp lưu lạt được con điện còn phải đánh lại nữa kìa. Tôi nói, à hết cách rồi, tòa nhà này còn lâu đời hơn cả tuổi của ông tớ. Bao nhiêu năm rồi chưa được tu sửa, trời mưa cả ngày làm dây điện ướt, có lẽ cầu chỉ đứt rồi. Cư dân sẽ báo sửa chữa, trong nửa tiếng nữa sẽ có điện lại, cứ nghỉ ngơi tí đã đi. Tôi cũng lười đi tìm đến, cứ ở trong màn đêm đen vừa hút thuốc vừa trò chuyện với Lục Minh về trò chơi vừa nãy. Đợi khi nào có điện thì chơi tiếp. Lục Minh nói con game thực sự rất hay. Nửa đêm mà chơi trò chơi này, cảm giác vô cùng kinh dị. Như vậy mới đủ ép phê. Tôi nói mình còn thấy sợ hơn cả cậu ấy. Hôm qua nghe người ta kể, nhà 107 kế bên từng xảy ra án mạng thì tính chuyển đi luôn. Người nhà của Lục Minh làm ở cục công an, không ngờ là cậu ta cũng được nghe kể về vụ án ở nhà 107. Nguồn này khá đáng tin. Khi đó người chết là hai vợ chồng. Nguyên nhân tử vong của người chồng không rõ ràng. Người vợ chết trên giường, đến giờ vẫn chưa tìm được cái đầu. Người ngoài chỉ biết là như vậy. Trên thực tế, đầu của người vợ vẫn ở trong nhà. Qua quá trình điều tra của cơ quan cảnh sát, nội dung cơ bản của vụ án là như sau. Khi người vợ đang ngủ nằm trên giường, người chồng bỗng nổi cơn điên, cầm dao làm bếp chặt đầu vợ, rồi ném đầu xuống dưới tầng hầm, sau đó ngồi chết trên ghế sofa. Chưa rõ nguyên nhân tử vong là gì. Nói chung ngành pháp y có 4 cách giải thích về cái chết. Một là chết do bị sát hại, hai là chết do bệnh tật, già cả, ba là chết do tai nạn, cuối cùng là chết vì một nguyên nhân bí ẩn. Cái chết bí ẩn là một câu đố và đến nay y học vẫn chưa giải thích được. Nó giống như những người từng xem cuốn băng video trong phim kinh dị Vòng tròn oan nghiệt Jingu của Nhật, để rồi họ bị con quỷ Sadako biến thành hù chết. Bởi vì nói có ma quỷ là cách nói mê tín, nên pháp y chỉ có thể thừa nhận rằng đó là do sợ hãi quá độ mà dẫn đến trụy tim. Người chồng trong vụ án mạng ở nhà 107 chính là một cái chết bí ẩn điển hình. Sau khi nhân viên điều tra đến hiện trường, đã tìm thấy đầu người vợ bên dưới tầng hầm của căn phòng. Nhà chức trách nhận định nguyên nhân khiến người chồng giết vợ là do căng thẳng quá độ và rối loạn tâm thần. Sau đó, tim ông ta đột ngột ngừng đập, dẫn đến tử vong. Mặc dù đã có kết luận vụ án, nhưng vẫn có ca nhân cho đó là do ma ám. Nếu không thì tình tiết vụ án không thể giải thích hợp lý. May mà người chồng giết vợ cũng đã chết, vụ án này có thể kết thúc ở đây, không cần truy cứu nữa. Lục Minh tan róc với tôi một lúc, rồi nói tối nay cậu ấy chưa ăn cơm, mới uống coca và xơi nửa quả dưa hấu, giờ đói bụng quá chịu hết nổi rồi. Tôi nói, cậu lắm chuyện thế, tớ còn cái nồi bếp cồn, cậu nấu mì tôm ăn tạm được không? Lục Minh nói, chơi game khuya ăn mì gói uống coca là chuẩn bài rồi, sao lại không được chứ? Nhanh lên, mì nhà cậu hiệu gì thế?
có mì bò kho không? Tôi tìm bếp cho Lục Minh nấu mì. Người mùi thơm tôi cũng thấy đói bụng, liền nấu hai gói. Đến khi mì chín vẫn chưa có điện lại, cũng không thể ăn trong bóng tối được. Tôi tìm đèn pin, mở đèn lấy ánh sáng, cầm đũa gắp mì chuẩn bị bỏ vào miệng thì nghe thấy tiếng đồ sứ rơi vỡ ở nhà bên cạnh. Tôi biết giờ này chị em Đại Tu Ni đang ngủ từ lâu. Căn nhà này có lẽ bị ma ám thật rồi. Mong là không xảy ra chuyện gì. Tôi bỏ mì, cầm đèn pin chạy đến trước cửa nhà 107. Tôi nghe bên trong có tiếng người nói chuyện, liền gõ cửa, nhỏ giọng thăm hỏi. Đại Tu Ni bước ra mở cửa. Tôi thấy Tiểu Đông đứng bên cạnh lau nước mắt, vội vàng hỏi: sao lại bị đánh thế này? Bình thường Vân nói chị cưng mình lắm mà, khi không lại đi đánh em, cãi lời chị rồi phải không? Đại Tu Ni vỗ nhẹ nhẹ lên trán Tiểu Đông và nói: từ nhỏ Tiểu Đông đã sợ sâu bọ. Vừa nãy có một con côn trùng bò lên tay làm nó hoảng lên. Trong nhà tôi quá, không biết con đó trốn đâu rồi. Vừa hay có anh qua đây, anh tìm nó giúp chúng em với. Tôi có thể hiểu cảm giác của Tiểu Đông. Hồi nhỏ tôi cũng sợ côn trùng y như nó. Tôi sợ nhất là con bướm đêm. Loài này ưa ánh sáng, nhưng đêm mùa hè nó thường bay vào trong nhà. Nếu không đuổi nó đi, tôi tuyệt đối không dám ngủ. Chỉ sợ nó rơi lên người, thậm chí còn chui vào trong miệng. Tôi gọi Lục Minh qua tìm giúp. Chúng tôi soi đèn pin khắp phòng và nhanh chóng phát hiện một con côn trùng đang bò trên giường. Hai chân sau của nó cong lên, dài một cách dị thường. Tôi nói sợ bóng sợ gió một hồi, hóa ra chỉ là một con khúc khúc. Tôi không biết vùng An Khánh, An Huy gọi con này là gì, nhưng ở đây chúng tôi gọi dế mèn là con khúc khúc. Tôi bảo Tiểu Đông bắt nó lại, ngày mai sẽ chơi trọi dế. Lục Minh nói: mắt cậu là cái loại gì thế hả? Khúc khúc ở đâu ra? Đây là con ngựa lò. Tôi nhìn kỹ lại, đúng là mình hoa mắt rồi. Con côn trùng trên tường chính là một con ngựa lò. Hôm nào trời mưa, đồng từ lâu bị ẩm ướt thường xuyên xuất hiện loại côn trùng này. Nó trông như con dế và con rán kết hợp lại. Cơ thể trong suốt, có màu vàng, hai chân sau vừa to vừa dài. Tên khoa học gọi là táo mã tất, dế ngựa lò. Dân gian truyền miệng ông táo lên chầu thiên đình phải cưỡi vật này. Nó là vật cưỡi của ông táo, cho nên mới có cái tên là táo mã. Bên dưới những viên gạch của bếp lò thời trước đều có những con côn trùng kỳ quái này. Nếu dẫm phải nó là nó sẽ biến thành một đống nước màu vàng. Đầu bị ngắt mất vẫn có thể bò cả buổi mới chết, đôi khi còn nhảy vào nồi cơm. Tôi cũng hơi ớn những loài như thế này, không dám dùng tay mắt, bèn rút dép lê đập chết con ngựa lò đang bám trên tường. Tôi vừa đập chết con này thì Lục Minh lại phát hiện góc tường vẫn còn mấy con khác, liền đập chết liên tiếp 3-4 con. Trong nhà tạm thời không tìm được con nào nữa. Tôi thấy sàn nhà dưới chân tường có khe hở, khả năng là mấy con ngựa lò này đã bò từ dưới tầng hầm lên. Tôi lê vải nhét vào khe hở để hai chị em yên tâm ngủ đi. Ngày mai tôi sẽ mang hai chai thuốc diệt côn trùng xuống dưới tầng hầm, phun một vòng là không có vấn đề gì nữa. Lúc này lại có điện, hai chị em cảm ơn tôi rối rít. Tôi cũng thấy lâng lâng bay bổng, ngỡ mình như là anh hùng, không khỏi bốc thơm mình mấy câu rồi quay về tiếp tục chơi game cùng Lục Minh. Lục Minh có vẻ ngạc nhiên, nói: tên tiểu tử này không phải quá khoa trương đó chứ? Vụ án mạng mấy năm trước chẳng phải là ở nhà 107 hay sao? Cái đầu người chết cũng là tìm được dưới tầng hầm nhà đó. Ngày mai cậu dám xuống hầm xử lý ngựa lò không? Vừa rồi tôi chỉ giả làm anh hùng trước mặt Đại Tu Nhi, về đến nhà được Lục Minh nhắc nhở mới nhớ căn nhà đó đã từng xảy ra một vụ án mạng không thể giải thích bằng lý lẽ thông thường. Bà vợ đã bị chồng chặt đầu bằng dao làm bếp, đầu bị quăng xuống dưới tầng hầm. Chỉ ghi thôi mà tôi đã nổi hết cả da gà. Nhưng dù sao
thì cũng đã qua nhiều năm rồi. Chị em Đại Tu Ni vẫn sống trong căn nhà đó, cũng chưa bao giờ thấy họ nói trong nhà có thứ gì không sạch sẽ. Giờ chót lỡ mồm nói ra mấy lời, nếu ngày mai kiếm cớ thoái thác thì tôi không mở miệng được. Tôi thầm tính không thể để cho tên Lục Minh này đứng xem náo nhiệt, sáng mai phải bắt hắn ta xuống tầng hầm diệt ngựa lò cùng mình. Anh em ngoài đồng cam ra thì cũng phải biết cộng khổ. Nếu ngày mai hắn rút lui thì sau này không cho đến nhà chơi game nữa. Nếu không cho Lục Minh chơi game thì chẳng thà giết hắn đi. Thế là Lục Minh lập tức bày tỏ thái độ. Cậu cứ ra đề mục đi, lăn bàn trông hay là nhúng chảo dầu, người anh em đây cũng không chớp mắt. Nhưng chúng ta phải nói trước, sau này tớ có đến chơi game, cậu phải chuẩn bị đầy đủ mì gói, thuốc lá, coca đấy. Khi trời sáng, bên ngoài trời vẫn còn mưa, đường đã nhỏ đi nhiều. Hôm nay Tạ Tu Ni phải đến tiệm may. Tôi bảo Hiểu Đông ở nhà giúp chúng tôi một tay. Sáng sớm, ba người chúng tôi đi ăn hoành thánh, nhân tiện mua một chai thuốc xịt côn trùng, thuốc diệt rán, khẩu trang, găng tay, chuẩn bị tiêu trừ tận gốc đám ngựa lò trong đồng từ lâu. Lúc chúng tôi trở về, Thôi Đại Ly cũng đã dậy rồi. Vì bên ngoài trời vẫn còn mưa nên anh ấy không đi đâu được. Sáng sớm bảnh mắt ra đã khoác lác với những người qua đại hành lang, nói nhà mình trước đây cũng là một gia tộc lớn, sinh sống ở ngõ Trúc Can. Trong ngõ có một bảo bối, chỉ là cây xào tre của họ thôi. Cây xào tre này không dài lắm, vừa đủ chạm đến bầu trời. Ban đêm chỉ cần chọc nhẹ một cái là các ngôi sao rung rinh. Thôi Đại Ly thấy ba người chúng tôi xách đồ về, vội hỏi: sao thế huynh đệ, cái này dùng để làm gì? Tôi nói: nhà cửa ẩm thấp, đám ngựa lò dưới sàn nhà đều bỏ cả vào trong phòng. Cái này không phải là để đánh thuốc hay sao? Ai cũng đang rảnh, lát qua nhà giúp em cái nhỉ? Thôi Đại Ly tỏ vẻ tiếc nuối. Ây da, thật là trùng hợp quá. Trời này anh ăn tiệc ở nhà hàng Hồng Kỳ mất rồi. Có hai nhóm đánh nhau cần anh đến hòa giải. Người khác không đủ mặt mũi làm chuyện này đâu. Đã đến giờ rồi, anh phải tới đó ngay. Nếu đến muộn chắc sẽ có án mạng mất đấy. Nói xong dắt xe đạp ra, tách đi luôn. Tôi biết tổng Thôi Lại Ly sợ vất vả, bẩn thỉu nên kiếm cớ trốn đi. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nhờ đến kiểu người chỉ biết lấy mồm miệng đớt chân tay như Thôi Đại Ly. Anh ta đi rồi, tòa đồng tiểu lâu này có thể yên tĩnh được phần nào. Tôi lấy chìa khóa trên cổ Tiểu Đông, mở cửa căn nhà 107, bước vào trong bắt đầu làm việc. Cả tòa đồng tiểu lâu này chỉ có căn 107 này là có tầng hầm. Diện tích của tầng hầm rộng bằng căn nhà bên trên. Bốn phía là tường xi măng, sàn lát gạch. Bên dưới lớp gạch là một tầng ván gỗ đã mục ruỗng vì ẩm thấp. Lý do vì sao người ta xây tầng hầm này đến nay không còn ai biết nữa. Tôi nghĩ chắc là để làm kho chứa đồ, nhưng vì dưới này ẩm ướt quá, không để đồ lặt vặt được nên bỏ không đến giờ. Chị em Đại Tu Ni đã chuyển đến ở nhà 107 được hơn một năm, cũng chưa từng xuống dưới tầng hầm này. Lối vào tầng hầm nằm ở góc tường, đó là một tấm gỗ vuông vắn lớn. Thời tiết nóng ẩm đã làm cho sàn gỗ phồng nứt, cành rìa có những khe hở rất lớn. Các loại côn trùng như ngựa lò, rán đều chui từ đây lên, có bịt lại cũng vô ích. Căn nhà này cũ kỹ quá rồi, tường và sàn nhà đã đứt nẻ nhiều chỗ, muốn sửa lại tận gốc cũng không sửa được, chỉ có thể xuống hầm phun thuốc, sau đó rải bột diệt rán, chí ít cũng qua được mùa hè này. Bột diệt rắn là do Lục Minh chỉ cho. Cậu ấy nói đó là phương thuốc bí mật được tham khảo từ tài liệu cổ đại. Nó là một loại thuốc giống như gạo tấm màu đen, người không ngửi thấy mùi gì, nhưng rắn rất dễ bị thu hút. Sau khi ăn thuốc thì chúng nó nổi hung tính, con lớn cắn con nhỏ, tàn sát lẫn nhau đến chết mới thôi. Ăn một viên là chết cả ổ. Ba của Lục Minh
vẫn dùng loại thuốc này, hiệu quả cực tốt. Mấy năm nay cũng gần như đã quên mất con rắn hình dạng như thế nào rồi, nhưng không biết có hiệu quả với ngựa lò không. Tôi nghe mà người nổi da gà. Cái này quá là tàn nhẫn. Nhưng con rắn đó có oán niệm không? Nó làm tôi nhớ đến bộ game kinh dị mình từng chơi có tên là Kama Itachi no Yoru. Trò chơi này có một câu chuyện dân gian Nhật Bản cổ đại. Ban đêm, Kama Itachi sẽ ở trước hang chuột kêu những tiếng kỳ quái có thể khiến chuột phát điên, cắn xe nhau, cuối cùng chết sạch. Kama Itachi liêm ríu là một con quái vật trong văn hóa dân gian Nhật Bản. Liêm nghĩa là lưỡi hái, Kama ríu nghĩa là chồn, Itachi. Lục Minh nói, rán, chuột vốn là tứ hại, cần phải tiêu diệt. Cậu có đề cao tinh thần chủ nghĩa nhân đạo thì cũng cần phân rõ trường hợp chứ. Thế hôm nay chúng ta có làm không? Tôi nói, dù có là tứ hại đi nữa cũng chưa chắc đáng chết. Nghe ông nội tớ kể, trước kia tứ hại còn có cả chim sẻ. Cậu nói thử xem, con chim sẻ bé xíu xíu chỉ nhặt thóc gạo rơi vãi làm thức ăn thì có chọc đến ai đâu, sao lại thành tứ hại được? Năm xưa tiêu diệt tứ hại, chỉ riêng chỗ ông nội tôi đã ủy nhiệm đa huy động mấy trăm quần chúng đi khắp nơi gõ thanh la, giải gạo độc, đốt pháo, khua gậy, xua đuổi chim sẻ, làm chúng sợ đến nỗi chỉ dám bay trên trời. Cứ bay mãi, đến khi nào kiệt sức thì rơi xuống đất chết. Chỉ một chiến dịch thôi đã tiêu diệt mấy chục triệu con chim sẻ. Hồi nhỏ, nghe được chuyện này tôi đã không thể nào chịu nổi. Nhưng đã là đối phó với ngựa lò và rắn thì chúng ta cũng chỉ đành giữ lòng Bồ Tát mà thực hiện thủ đoạn sấm sét tiên đám côn trùng này về thế giới khác. Lục Minh nói, tớ phục cậu rồi, cậu còn lẻo bép hơn cả cái ông nhà xóm đối diện nữa kìa. Mau vào việc đi thôi, làm nhanh cho xong, còn chơi tí game nữa. Mai chủ nhật vợ tớ về nhà rồi, kiểu gì hôm nay tớ cũng phải về nước cho trò rero này. Tiểu Đông ngỏ ý cô muốn chơi game. Tôi nói, hai người là cái loại gì thế, làm có chút việc mà không đòi điều kiện, cứ nói nữa là đến trưa bây giờ. Có điều sau khi xàm xí một lúc, chúng tôi cũng quên luôn chuyện cái đầu của người phụ nữ dưới tầng hầm, không thấy sợ hãi như trước nữa. Tôi chỉ huy Lục Minh và Tiểu Đông di chuyển đống vải may ở góc tường, cậy nắp sàn gỗ để lộ ra lối vào tầng hầm. Mùi gỗ mục hôi thối lập tức xộc lên phía trên. Tầng hầm này không được cấp điện, chỉ có thể dùng đèn pin soi sáng. Tôi nhìn vào bên trong, chiếu đèn pin lên tường. Tình hình còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng tượng. Ngoài ngựa lò còn có du diên, rán. Thân hình con rán còn to hơn cả ngón chân cái của người bình thường. Du diên thì khan nhát, bị ánh đèn chiếu vào liền chui vào kẽ gạch. Ngựa lò thì hung dữ, cứng đầu, cứ nằm yên nếu không bị ai đụng vào. Ban đầu chúng tôi sử dụng bình xịt côn trùng, vừa nghe đến tầng hầm này không có thông gió, phun thuốc rồi không ai xuống được nữa. Tôi bảo Lục Minh giải thuốc nhưng cậu ta sống chết không chịu xuống. Sau khi tôi mở tấm ván gỗ, Tiểu Đông tỏ ra vô cùng sợ sệt, cứ đâm sau lưng của Lục Minh. Tôi cho là thằng bé nhát gan, sợ ngựa lò và du diên nên không để tâm. Dù sao trẻ con cũng không giúp được loại công việc này. Lục Minh chỉ cho tôi một cách. Hồi nhỏ gia đình cậu ta sống trong một ngôi nhà đơn tầng. Dưới gầm giường có một tổ kiến, còn có rất nhiều kiến cánh bò khắp nơi trong nhà, không thể ở được. Mẹ Lục Minh đun một nồi nước sôi ủng ục rồi lên tổ kiến làm cả đàn chết bỏng. Bây giờ mình cũng có thể đổ ít nước sôi xuống dưới tầng hầm. Tôi nói, đúng là không nhìn ra cái tên tiểu tử bề ngoài trung hậu như cậu mà lại có lắm chiêu độc địa như thế đấy. Cái này gọi là chọn vũ khí theo mát. Cách làm thì hay đấy, nhưng không dùng được dưới tầng hầm.
Giữa kẽ tường cũng có ngựa lò, cậu không thể cho nước chảy theo chiều ngang được. Nước sôi không làm đám côn trùng này chết bỏng. Ngựa lò và rắn nhà những loài sống rất dai, nước sôi chưa chắc đã làm chúng nó chết. Tớ thấy cứ phải giải thuốc mới được, nếu không trời còn mưa thêm mấy ngày nữa thì căn phòng này cũng không ở nổi nữa. Đến nước này tôi đành phải tự mình ra tay, tìm bộ quần áo rách mặc tạm, đeo khẩu trang, cầm đèn pin leo xuống dưới thang. Đây là ngày thứ bảy cuối tuần, hầu hết cư dân trong đồng từ lâu đều ở nhà. Người lớn không đi làm, trẻ con không đi học. Không cần nghĩ cũng biết cái hành lang này ồn như thế nào. Ở trong nhà còn nghe được tiếng người, thế nhưng khi tôi xuống dưới tầng hầm, mặc dù cả người đã trùm kín, vậy mà vẫn thấy ớn lạnh. Tầng hầm âm u khó nói. Tôi không biết đó có phải là do tác dụng tâm lý hay không, chỉ cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ phía sau. Tôi giơ đèn pin soi khắp nơi, ngoài côn trùng và rêu bám trên những viên gạch, trong tầng hầm trống không. Tôi không khỏi nghĩ đến án mạng đã xảy ra ở đây. Cái đầu người bị chặt bởi con dao làm bếp nhất định là da rất trắng, mái tóc đen dài rối tung dính đầy máu, lăn xuống góc nào đó ở tầng hầm này. Phải chăng hai con mắt vẫn còn mở trừng trừng? Tôi thừa nhận mình đã quá lậm cái con game Zero quần Nhật rồi, không thể làm việc trong tình trạng suy nghĩ lung tung thế này. Tôi cố không ghi đến cái đầu người nữa, ngẩng đầu bảo Lục Minh đưa thuốc diệt côn trùng. Tôi lại bê viên gạch lát sàn soi đèn pin, bên dưới toàn là côn trùng và ngựa lò, trông mà sờn cả da gà. Tôi tranh thủ rắc thuốc khắp nơi, còn phun thuốc vào khe kẽ trên vách tường. Mới làm được nửa chừng, đột nhiên nghe thấy tiếng Lục Minh gọi, bảo tôi mau lên trên. Tôi nghe giọng cậu ấy rất lo lắng, cảm thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu hỏi cậu ấy sao lại vội thế, có phải có chuyện gì không? Lục Minh không nói lý do, chỉ bảo là tôi nhanh lên. Có gì cứ lên đã rồi nói sau. Lúc đó tôi cũng có linh cảm không hay, không phải tự nhiên mà Lục Minh bảo tôi mau rời khỏi tầng hầm. Tôi không nhịn được quay đầu lại, nhưng vẫn chẳng có thứ gì cả. Tầng hầm âm u vắng lặng này dường như là một thế giới khác so với hành lang ồn ào. Tôi vội vàng leo lên thang, đẩy nắp sàn nhà lại và hỏi Lục Minh sao bỗng dưng lại gọi tôi lên. Lục Minh nói lảng sang chuyện khác. Không có gì, dưới đó tối om có thấy gì đâu, tớ sợ cậu bị côn trùng cắn, thuốc cũng giải khá nhiều rồi, chúng mình thu dọn tắm rửa rồi chơi game tiếp đi. Tôi biết Lục Minh từ thời học tiểu học đến giờ đã biết bao nhiêu năm rồi, nhìn vẻ mặt của cậu ấy là biết có chuyện muốn nói. Tôi cũng không hỏi, dò dẹp lại căn nhà, xem đồng hồ thấy đã gần trưa rồi, liền khóa cửa lại. Các hộ dân trong đồng từ lâu muốn tắm rửa đều phải tới nhà tắm công cộng cuối hành lang. Buổi trưa những người nấu cơm đang ở đó rửa rau, không vào bên trong được. Ba người chúng tôi tới Trung Hoa Trì ở Nam Thị tắm táp. Buổi trưa ra ngoài tìm một quán ăn Hồi giáo nhỏ, gọi một đĩa bát chân đậu phụ, một đĩa dê xào thì là, lại thêm một tô canh trứng gà nấu giấm cay, ba bát cơm tẻ. Làm việc tăm táp xong cũng thật sự đói bụng, ăn nên mừng đáy bát ngửa lên trời. Chúng tôi quay về tiếp tục chơi game đến 6 giờ chiều thì Đại Tu Ni về nhà đưa Tiểu Đông đi mua rau và nấu cơm ăn. Tôi nói với Lục Minh, giờ cậu nói thật đi, đã xảy ra chuyện gì? Dưới tầng hầm có thứ gì đó phải không? Lục Minh nghe tôi hỏi chuyện trước đó thì đặt tay cầm xuống, nhìn tôi khó hiểu hỏi ngược, cậu ở dưới đó không thấy gì hả? Tôi nói, không thấy gì hết, cậu nghĩ tớ phải nhìn thấy cái gì đó hả? Lục Minh thở phào nói, không thấy gì hết thì tốt rồi, cũng không có gì đâu, chơi game tiếp đi. Tôi giữ chặt tay cầm chơi game không cho hắn lấy. Chơi cái gì mà chơi, hôm nay cậu không nói rõ ràng, sau này đừng hòng chơi ke máy của tớ. Lục Minh nói, làm gì mà căng thế,
Thực ra tớ không thấy cái gì đâu, chắc lúc đó sợ cậu xảy ra chuyện gì thôi ấy mà. Tôi nói không thể không có lý do được. Tớ hỏi cậu, vì sao khi đó lại sợ tớ xảy ra chuyện? Lục Minh liền nói thật, thì ra lúc tôi đang giải thuốc dưới tầng hầm, cậu ấy và Tiểu Đông đợi bên trên. Tiểu Đông đột nhiên nói có đứa bé đang trốn dưới tầng hầm, Tiểu Đông sợ nó sẽ bị côn trùng cắn. Lục Minh nghe Tiểu Đông nói vậy thì toàn thân lập tức nổi da gà. Ghê quá, dưới tầng hầm ngoài gạch và côn trùng, lấy đâu ra đứa bé gái nào? Nghe mấy người cao tuổi nói, mắt của trẻ con có thể nhìn thấy ma quỷ. Đứa bé gái mà Tiểu Đông nhìn thấy không phải là quỷ thì còn là gì nữa? Lục Minh càng nghĩ càng lo, sợ tôi xảy ra chuyện gì mới vội vàng gọi tôi lên. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là mình căng thẳng quá độ rồi, đều là tại chơi con game kinh dị Rero này cả. Nói xong cậu ta lại im lặng chơi game tiếp. Tôi chợt thấy lạnh cả người. Hầu như ngày nào Tiểu Đông cũng qua nhà tôi chơi game. Theo đánh giá của tôi, nó là một thằng bé rất thật thà. Vì sức khỏe mẹ nó không được tốt nên được chị gái nuôi nấng từ nhỏ. Chỉ học đến lớp 1 là nghỉ rồi. Trước nay nó chưa từng nói dối. Nếu như nó thật sự nhìn thấy đứa bé gái núp dưới tầng hầm, vậy thì không cần phải hỏi nữa, nhất định là nó đã thấy ma rồi. Chẳng qua là nó không biết đó thôi. Vấn đề vì sao tầng hầm của căn nhà 107 lại có một đứa bé gái lai lịch bất minh như vậy? Theo điều tôi biết, khi xảy ra vụ án hai xác chết, nhà Mạc sư phụ có 3 người, 2 vợ chồng và bé mập. Khi tôi còn sống chung với ông bà nội, Mạc sư phụ đã ở nhà 107 rồi. Căn nhà này là cha mẹ Mạc sư phụ để lại, chỉ là khi đó ông ấy còn trẻ, vẫn chưa kết hôn. Trong ấn tượng của tôi, đó là một người cực kỳ nhiệt tình. Mấy năm trước, hai vợ chồng đều đã chết, bé mập được người thân nhận về nuôi dưỡng. Vì thế mấy chục năm nay, căn nhà 107 chưa từng có một đứa bé gái nào. Đứa nhỏ này đến từ đâu? Đã chết như thế nào? Vì sao nó lại trốn dưới tầng hầm? Liệu có liên quan gì đến vụ án mạng của hai vợ chồng Mạc sư phụ không? Hàng loạt nghi vấn cứ hiện ra trong đầu tôi. Tôi không nhìn thấy ma quỷ, cũng không tìm được người biết chuyện để hỏi. Khi phòng 107 xảy ra án mạng, phía cảnh sát nhất định đã lục tung tầng hầm rồi. Nếu có manh mối nào thì đã phát hiện ra từ lâu. Chúng tôi có xuống tìm cũng không có kết quả gì. Nhưng tôi rất lo nếu Tạ Tu Nhi và Tiểu Đông còn sống ở phòng 107, liệu có xảy ra chuyện gì không? Có quỷ mới biết âm hồn bất tán dưới tầng hầm kia đang nghĩ gì. Khi đó tôi chưa nói với Lục Minh, cũng khó mà trách được vợ cậu ấy. Cái tên này nhìn thấy máy chơi game còn hơn cả chó nhìn thấy xương. Hai mắt dán vào màn hình là không rời ra được. Liên tiếp mấy ngày không ăn uống, ngủ nghỉ cũng không thành vấn đề. Hắn chơi đến chiều chủ nhật, vợ gọi điện giục mấy lần mới miễn cưỡng đặt tay cầm xuống, đánh cay mông đi đến nhà nhạc mẫu đón vợ về. Tôi đã suy nghĩ cả đêm, có một vài điều phải đi tìm chị em Tiểu Tu Ni hỏi cho rõ. Tôi quyết định hỏi Tiểu Đông trước. Tối ngày hôm sau, khi vừa trở về nhà, cùng chị gái nó đã tót qua nhà tôi chơi. Muốn nói chuyện với trẻ con không thể nghiêm túc được, mà phải giả như không có chuyện gì mới hỏi ra vấn đề. Thói lười biếng của tôi không phải mới ngày một ngày hai. Ngày đến chơi game cũng như vậy, không giống như cái kiểu của Lục Minh. Cậu ấy không bỏ sót một câu thoại, một món đồ hay thậm chí là cốt truyện ẩn. Tôi cũng thích chơi game nhập vai, nên không hứng thú với những trận chiến luyện cấp nhàm chán. Mỗi lần cần lên cấp, ví dụ như trong những khu vực cố định hoặc phải đi săn tìm, liên tục chạm trán kẻ thù và tích lũy kinh nghiệm, tôi đều giao cho Tiểu Đông hoàn thành. Tôi sẽ ở bên cạnh hút thuốc, đọc báo, gọi điện cho bạn tán chuyện. Khi nào Tiểu Đông cày đủ cấp độ rồi,
tôi mới tiếp nhận và đi theo cốt truyện. Hôm đó chúng tôi chơi trò Sư Y Cô Đen 3. Tôi giao lại tay cầm cho Tiểu Đông. Tiểu Đông bắt đầu nghiêm túc chiến đấu, biến từng đám quái vật thành điểm kinh nghiệm giúp tôi. Lúc này tôi mới hỏi Tiểu Đông: Đông hả? Nhà em có mấy người ở? Tiểu Đông sững người giây lát rồi mới đáp: Hai người ạ. Nếu như nó không ngây ra như thế mà trả lời luôn là nhà có hai người ở thì tôi cũng không cần hỏi thêm. Nếu nhìn biểu hiện của nó thì tôi biết là xong rồi. Đúng là sợ thứ gì thì thứ đó đến. Căn nhà 107 quả thực có vấn đề. Tôi làm như không có chuyện gì, nói với Tiểu Đông: Không phải là có ba người sao? Còn cô bé đó ở đâu thế? Tiểu Đông chơi game cũng nhập tâm như Lục Minh, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp, miệng nói: Anh cũng thấy con bé đó hả? Em đã nói với chị mà chị vẫn không tin. Anh nhìn xem, em lại lên cấp nữa rồi này. Tôi còn lòng dạ nào mà để ý đến cấp độ nhân vật nữa, tiếp tục hỏi Tiểu Đông: Con bé đó thường xuyên xuất hiện khi nào thế? Tiểu Đông vừa chơi game vừa kể: Ban đêm nó nằm mơ thức dậy thì nhìn thấy con bé đó. Nó mặc váy đỏ đi lại quanh giường, hỏi nó thì nó không thèm đáp. Lát sau lại xuống dưới tầng hầm. Tiểu Đông có kể lại cho chị, nhưng Đại Tu Nhi cho là em mình mơ ngủ, không xem trọng chuyện này. Tôi thấy Tiểu Đông chỉ biết có chừng đó, không cần hỏi thêm nữa. Hỏi nhiều quá ngược lại sẽ làm nó sợ. Tôi dựa người vào tường, châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ. Chỉ có hai khả năng: một là Tiểu Đông gặp phải ác mộng, cô bé mặc váy đỏ này không tồn tại, nhưng lại thường xuyên mơ thấy cảnh tương tự. Bản thân giấc mộng này cũng quá là cổ quái. Khả năng thứ hai tương đối lớn: dưới tầng hầm nhà 107 thật sự có một tiểu quỷ chưa siêu thoát. Trực giác mách bảo tôi khả năng thứ hai cao hơn. Hơn nữa chuyện này không hề đơn giản, có lẽ liên quan rất nhiều đến vụ án mạng trong nhà 107. Tôi không mong mình có thể phá được vụ án đã có kết luận từ lâu này một lần nữa. Tôi chỉ hy vọng chị em Đại Tu Nhi có nơi trú ngụ an toàn. Cho dù hiện giờ chưa có chuyện gì, nhưng đợi đến khi xảy ra chuyện thì hối hận cũng đã muộn rồi. Tiểu Đồng chơi cùng tôi một lúc thì Đại Tu Nhi đã nấu cơm xong, mang đồ ăn tới như thường lệ. Tôi cố tình ăn thật chậm, Tiểu Đồng ăn vội ăn vàng vài miếng rồi lại kể cấp cho tôi. Đại Tu Nhi cũng không về nhà mà đợi cho tôi ăn xong mới thu dọn bát đũa. Tôi nhân đó mới nhắc đến chuyện Tiểu Đông nằm mơ. Cô không dám nói trong nhà có ma, nhưng Đại Tu Nhi nghe tôi nói tới chuyện này thì cũng không ngạc nhiên lắm. Cô ấy nói ban đêm cũng gặp tình huống quỷ dị như thế, giống như mơ mà không phải mơ, sợ làm Tiểu Đông sợ hãi nên trước nay chưa từng nói rõ. Mới đầu cũng nghi ngờ trong nhà có ma, nhưng hỏi những người hàng xóm cũ quanh đây thì họ đều nói tòa đồng từ lâu này trước giờ chưa từng có một cô bé như thế. Đại Tu Nhi mới thấy nhẹ người, nghĩa là ban ngày làm việc mệt mỏi, đêm về sẽ gặp phải ác mộng. Sau một thời gian cũng không thấy chuyện gì khác lạ. Cô không chuyển đi nơi khác vì thứ nhất là căn nhà cũ trong đồng từ lâu này tiền thuê rẻ, thứ hai là nó rất gần tiệm may của mình. Tôi bảo chắc là không sao đâu, nhà cửa cũng lâu đời rồi, khó tránh khỏi những chuyện quái gở. Nếu em tin tưởng, nhất định anh sẽ giúp em xử lý chuyện này. Đại Tu Nhi nói, có lời này của anh em cũng thấy yên tâm rồi. Người em tin tưởng nhất ở đây chính là anh. Tôi nghe Đại Tu Nhi nói vậy thì xương cốt cũng mềm nhũn, nhưng nói ra rồi thì thấy hối hận. Lần này mình lại chém gió quá đà rồi. Tôi không biết phải làm sao, vắt óc suy nghĩ cả đêm mà không nghĩ được cách nào hay. Đành đi hỏi những người lớn tuổi hiểu chuyện. Người ta nói thông thường gặp phải những chuyện thế này cứ đốt ít giấy tiền là không sao nữa. Ngày hôm sau,
Tôi bê chậu than xuống tầng hầm đốt giấy tiền cùng đại tu nhi. Tôi vừa đốt tiền vừa lầm nhầm: người khuất mặt xin hãy nhận tiền cho. Nhận được tiền rồi, cần đi về đâu thì cứ đi về đấy, xin đừng ở tòa nhà của chúng tôi nữa. Chỗ này chưa có ai từng gọi người, chọc đến người. Nếu có gì chưa buông bỏ được, có thể báo mộng cho tôi. Nếu giúp được tôi sẽ giúp, nếu nằm ngoài khả năng không làm được thì cũng chớ quả trách. Nói đến đây tôi cảm thấy không ổn, vội vàng nói: Chờ chút đã, tôi yêu bóng vía xin đừng hù dọa tôi. Có gì cứ báo mộng cho Lục Minh ấy. Cảm phiền người ghi nhớ số điện thoại và địa chỉ nhà của hắn ta. Sau khi đốt xong thì giải thành một đường từ đường hầm cho đến tận ngã tư gần nhất. Nghe bảo làm vậy là xong rồi. Qua mấy ngày sau, tôi hỏi Lục Minh: dạo này thế nào? Mấy bữa nay có ổn không? Lục Minh vẫn chưa biết gì đáp. Cũng khá ổn rồi. Ngoài việc bị vợ đánh chửi, không chơi game được nữa thì công việc vẫn ổn. Nếu không được chơi game thì cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa? Cậu có biết Metal Gear Solid sắp sửa ra chưa? Cuối năm toàn là bom tấn, vậy mà không được chơi, thật muốn đi nhảy lầu quá mà. Tôi nói: ai hỏi cậu mấy chuyện này, ngủ có ngon không, mơ mộng gì chứ? Lục Minh nói: tất nhiên là ngủ ngon rồi, đến mơ cũng chơi được game cơ mà. Trong mơ tôi còn phá đảo rất nhiều trò chơi chưa có cơ hội chơi nữa đấy. Tôi nghe Lục Minh nói vậy thì biết chẳng có con ma nào đến báo mộng cho cậu ấy cả. Tôi không mơ thấy gì nữa. Nhà 107 cũng không xảy ra chuyện quái lạ nào. Từ đó mọi thứ vẫn như bình thường. Mọi người trong đồng từ lâu, ban ngày đi làm, hết giờ thì đón con về nhà mua đồ nấu cơm. Bởi tối ăn uống no say thì xuống dưới lầu hóng gió tán gẫu. Cuộc sống tuy dung dị nhưng bình yên. Vài năm sau đó, công trình đồng từ lâu xuống cấp nguy hiểm và được phá bỏ. Tấm bia cổ của biệt cô tử cũng được đào lên. Hồi đó báo chí cũng có đưa tin, tôi và đại tu nhi rốt cuộc cũng không có duyên cùng nhau. Hai chị em trở về quê nhà ở An Huy. Lúc đó tôi đã quên vụ án ở nhà 107 và chuyện đưa bé gái chôn dưới tầng hầm từ lâu. Cả ngày bận bịu công tác, họp hành, nhưng rồi có một hôm tôi mơ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ quái. Trong mơ, tôi dường như quay lại tòa đồng từ lâu đã không còn tồn tại. Tôi mơ màng mở cửa một gian phòng để xem người tôi quen có ở bên trong không. Nhưng tôi cảm giác như nhìn thấy một gian phòng tối đen phía sau cánh cửa, giống như đang phát lại đoạn băng về một ký ức nào đó. Tôi không trông thấy hình ảnh, nhưng nội dung cứ hiện lên trong đầu. Mạc sư phụ là tài xế xe tải đường dài. Vì lái xe mệt mỏi để đã tông chết một bé gái mặc đồ đỏ trên một con đường quốc lộ. Mạc sư phụ xuống xe kiểm tra, phát hiện đầu bé gái đã bị xe nghiến nát. Lúc đó ông ấy bấn loạn, đầu óc trống rỗng, không biết đã lái xe về nhà bằng cách nào. Khi về đến nhà mới ý thức được là mình đã gây tai nạn rồi bỏ trốn. Ban đêm hễ nhắm mắt ngủ là thấy cô bé không có đầu kia. Cô Hà thấy chồng hoảng hốt, vừa hỏi được là chuyện gì thì liền bật khóc. Nếu Mạc sư phụ bị bắt, cô ấy và bé mập không thể sống nổi, nên khuyên Mạc sư phụ giấu chuyện này đi. Dù sao đoạn đường đó khuất nẻo, lúc xảy ra sự việc cũng không có người chứng kiến. Hai vợ chồng đều giữ kín như bưng, xóa bỏ hết toàn bộ chứng cứ. Nhưng Mạc sư phụ trong lòng bất an, luôn có cảm giác vong hồn bé gái đó không siêu thoát mà vẫn theo mình vào ở tòa đồng từ lâu này. Từ đó ông không còn được bình thường nữa. Có một ngày ông thấy nó nằm trên giường, hai mặt cứ nhìn mình chòng chọc. Mạc sư phụ sợ quá, rõ ràng đầu của nó đã bị mất trong vụ tai nạn, sao có thể mọc lại được chứ? Mạc sư phụ cho là trong nhà có ma, oan hồn đến đòi mạng. Để bảo vệ vợ con,
Ông lấy con dao làm bếp chặt đầu con bé trên giường, mang xuống tầng hầm chôn. Nếu khi xuống đến bên dưới thì phát hiện cái đầu người đẫm máu kia nào phải cái đầu con bé đó, rõ ràng là đầu của vợ. Tóc tai rũ rượi, hai mắt mở trừng trừng, giống như đang muốn nói: Mạc sư phụ, sao anh lại chặt đầu tôi? Phòng tuyến tâm lý của Mạc sư phụ hoàn toàn sụp đổ. Ông ném cái đầu của vợ trở về nhà, ôm đầu khóc lóc thảm thiết. Lúc này lại thấy con bé mặc áo đỏ bò từ dưới tầng hầm lên. Mạc sư phụ liền bị dọa chết tại chỗ. Đây chính là quá trình của vụ án mạng tại nhà 107. Từ đó, vong hồn của bé gái bị mắc kẹt trong căn nhà 107. Ban ngày trốn dưới tầng hầm âm u lạnh lẽo, lúc trời mưa thì cảm giác như có vạn mũi tên xuyên qua tim, như dế bò khắp nơi trên người, chỉ có thể tìm đường thoát ra vào ban đêm, nhưng đã bị tấm bia đá kia chặn mất đường đi. Mà cho đến khi tôi và Tạ Tu Nhi đốt giấy tiền giải cho đến tận ngã tư thì nó mới lần theo dấu cho mà thoát ra bên ngoài động từ lâu. Nếu bạn hỏi tôi giấc mơ này là sao, tôi thật sự không giải thích được. Tôi có kể cho Lục Minh nghe nhưng cậu ấy không tin. Tôi không phải là người mê tín, tôi chỉ có thể nói tôi là một người có tư duy logic khá mạnh. Ngày nghĩ cái gì, đêm xem mơ cái đó. Vụ án mạng trong căn nhà 107 và chuyện cô bé dưới tầng hầm đã ám ảnh tôi quá lâu rồi. Tiềm thức chủ quan trong giấc mơ đã kết nối những manh mối này lại, và cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân trong mơ. Đây là kết quả mà tôi sẵn lòng chấp nhận và tin tưởng nhất. Tôi vẫn không cho rằng quá trình vụ án tôi mơ thấy là sự thực. Thế nhưng ai mà biết được chứ. Hết câu chuyện thứ 10. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ 11 sẽ có nội dung gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha.